Một trong những nơi lưu giữ ký ức văn hóa lịch sử rõ nét nhất của vùng đất Tây Đô có lẽ không đâu khác chính là chợ cổ Cần Thơ. Chợ nằm trên đường Hai Bà Trưng, gần công viên Ninh Kiều, thuộc địa bàn phường Tân An. Chợ có nhiều lần đổi tên từ lúc xây dựng là chợ Lục Tỉnh, chợ Hàng Dương, và cho đến nay người dân ở trong và ngoài địa bàn thành phố đều quen gọi là chợ cổ Cần Thơ. Chợ đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương mua bán mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa cổ đồng bằng, gây ấn tượng đẹp, sâu sắc với du khách gần xa bởi nét kiến trúc hài hòa, vừa hiện đại vừa cổ kính. Ở miền Nam thời đó nè, có lẽ chỉ duy nhất Cần Thơ là chợ Nhà Lồng mới mở cửa suốt đêm thôi. Còn các nơi khác là tới chiều tối mới mở cửa rồi. Ở trong Nhà Lồng này chủ yếu là bán những cái thứ vật phẩm mình thấy bây giờ đó, vẫn quần áo, đồ đạc, vật dụng. Phía đằng sau lại là cái nơi mà ghe xuồng tấp lại thì hàng hóa dưới từ đó đưa lên. Đó là các loại nông sản và đặc biệt là các loại thủy sản khắp nơi tới đưa về chỗ này. Những điều á, người ta không dùng chỗ này để chứa đó mà đưa ra cái bãi bên hông chợ Tân An. Cũng tại thành phố Cần Thơ này, có một công trình kiến trúc cổ hiếm hoi còn nguyên vẹn dù đã trải qua mưa nắng hơn 100 năm. Đó là nhà cổ Bình Thủy. Ngôi nhà vì thế có giá trị lớn trong việc hỗ trợ công tác nghiên cứu, tìm hiểu nền văn hóa, phong tục tập quán của người dân đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ giao thoa giữa hai thế kỷ 19 và 20. Nhà trước có 5 gian, dùng làm nơi tiếp khách trong các dịp lễ trang trọng, được trang trí theo phong cách châu Âu. Nhà giữa cũng 5 gian thì 3 gian trong được bố trí làm nơi thờ tự theo truyền thống, 2 gian bìa dùng để ở. Nhà sau là nơi sinh hoạt chung. Toàn bộ gạch lát nền đều được vận chuyển từ Pháp về. Ngăn cách nhà trước, nhà sau, nhà giữa là một hệ thống bao lam và liên ba với các đồ án quy ước quen thuộc trong kiến trúc cổ, gần gũi với đời sống của người Nam Bộ. Tuy kiến trúc ngôi nhà, phòng khách bài trí theo phong cách châu Âu, nhưng nơi quan trọng nhất là gian thờ lại thuần Việt, cho thấy có sự giao tiếp văn hóa Đông Tây một cách hài hòa chọn lọc.